Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng. Và bây giờ là 6 giờ 33 phút giờ của California, tức là 9 giờ 33 phút giờ của Bangkok, Thái Lan. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên là bản tin quốc tế. Tháp Eiffel đã cho mở cửa trở lại đón du khách sau 6 ngày đã bị đóng lại bởi tình trạng đình công của các công nhân. Bản tin từ Paris cho biết là tháp Eiffel đã cho mở cửa trở lại đón du khách vào ngày Chủ nhật sau 6 ngày đã bị đóng lại bởi vì tình trạng đình công của các nhân viên, đòi hỏi là phải có tình trạng quản lý tốt hơn trong cái khu vực được xem là lịch sử này, và trong đó bao gồm luôn tất cả những tiền mà lương của họ phải được tăng lên và cũng như là tình trạng môi trường làm việc tốt hơn. Ở nơi đây được xem là điều hành một cái tháp gọi là 330 mét, trong đó thì được biết là một trong những công nhân làm việc tại đây họ nói rằng họ đã làm việc với nỗ lực rất nhiều, và cái nơi đây đã được đầu tư khoảng 380 triệu euro để mà từ năm 2031 để mà ta tìm cách gọi là làm việc và thay đổi môi trường làm việc đây. Tuy nhiên trong tuần này thì họ đã bắt đầu đàm phán về tiền lương của những người làm việc tại tháp Eiffel, và trong đó dự tính là sẽ kết thúc vào tháng tới. Trong khi đó thì các nhân viên đã đình công và đòi hỏi là phải gia tăng cái mức lương trả cho họ cũng như lợi nhuận của họ trong lúc mà bán vé đã tăng lên. Và nơi đây được xem là cái tháp này có thì trị giá là 135 năm, cũng sẽ tiếp tục điều hành và trong tới ngày 26 tây tháng 7 và đến ngày 11 tây tháng 8. Theo đó thì họ cho biết là cái thời gian mà sẽ diễn ra cái giải Olympic tại Pháp, và nơi đây có thể là nơi sẽ đón tiếp rất nhiều du khách. Là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Serbia đã phản đối sau khi mà ngoại trưởng của Croatia lên tiếng và gọi ông Vučić là một vệ tinh của Nga ở vùng Balkan. Bản tin mới nhất từ Belgrade cho biết Serbia trong ngày Chủ nhật đã gửi một lá thư phản đối tới chính quyền của Croatia, và ngoại trưởng của quốc gia này mô tả việc ông Aleksandar Vučić là một vệ tinh của Nga tại vùng Balkan. Đây được xem là một trong những cuộc đụng độ mạnh nhất giữa hai quốc gia láng giềng vốn đã từng là nằm chung trong cái lãnh thổ của Yugoslavia, tức là Liên bang năm tư, trước khi mà họ tách rời ra từng quốc gia độc lập. Ngoại trưởng của Croatia là Gordan Grlić Radman đã nói trên đài truyền hình trong ngày thứ bảy là ông Vučić cần phải quyết định là ông ta đứng về phía nào, Nga hay là Liên hiệp Âu Châu, bởi vì điều quan trọng nhất là không thể mà đi hai hàng và điều này không thể ngồi hai ghế trong cùng thời gian. Đó là lời phát biểu của ngoại trưởng này cho biết như trên, và ông ta cần phải có một quyết định. Grlić Radman đã đưa ra lời phát biểu và nói rằng ông Vučić không thể nào cả tiếp tục làm đồng minh của Nga, tuy nhiên vẫn tiếp tục dùng ảnh hưởng của Nga để mà quấy rối các quốc gia ở phía tây vùng Balkan, và điều này không thể được cho phép. Trong khi đó thì phía Serbia đã lên tiếng phản ứng với lời phát biểu này. Ngoại trưởng của Croatia không những là xen vào chuyện nội bộ của Serbia, đồng thời đã sử dụng sự dối trá của ông ta để mà tìm cách gọi là đe dọa người dân Serbia và đe dọa công dân của chúng tôi. Ông Vučić đã phát biểu trên cái Instagram, và Grlić Radman hiện nay dường như là ông ta đang tìm cách gọi là bôi nhọ đối với lại người Serbia. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái việc mà ông Vučić vốn là người đứng đầu của Serbia đang bị xem là đồng minh của Nga và đồng thời tìm cách gọi là gây ảnh hưởng của khối Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Putin trước cuộc bầu cử dường như đã có hành động dập tắt tất cả những nhà là bất đồng chính kiến, và Nga vẫn tiếp tục dập tắt tất cả các nhà bất đồng chính kiến sau khi mà có cái chết của ông Navalny. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sử dụng cái quyền lực của ông ta khiến cho một số những nhà bất đồng chính kiến đã bị biến mất một cách lạ kỳ. Tiếp theo các cái việc liên quan tới cái chết bất ngờ hoặc là bất ngờ biến mất khỏi xã hội. Đó là bản báo cáo mới nhất từ ở Nga đưa ra sau cái chết của ông Navalny. Trên tổng quát thì về văn hóa, Nga không tin rằng là chuyện này. Tuy nhiên thì đây là một cái trường hợp đặc biệt và có những lý do tại sao, và trong đó gần như đã được thực hiện nhắm vào cái chết của ông Navalny, và có rất nhiều những phân tích đồng ý rằng giới tình báo mật vụ của Nga đã đứng sau cái chết này. Đó là lời phát biểu của Rebecca
Goffler, được xem một chiến lược gia về quân sự, phân tích về tình báo quân sự, đã cho biết về tình trạng gọi là cách chơi của Putin, tức là Putin Playbook, đã lên tiếng với đài truyền hình Fox News. Và hiện nay vẫn chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy là các nhà bất đồng chính kiến này đã có cái việc mà bị sát hại bởi Putin. Tuy nhiên, họ lần lượt biến mất khỏi xã hội của Nga hoặc là bị chết một cách bất thình lình. Và điều này nó dường như xảy ra trong cái truyền thống của giới cộng sản Nga từ năm 1920. Đó là lời phát biểu của một nhà nghiên cứu về chiến lược tình báo của Nga là Kofler đưa ra. Và chế độ Liên bang Xô Viết và Nga cũng không có khác gì hiện nay. Họ sử dụng tất cả những cái chết để đe dọa những nhà bất đồng chính kiến hoặc là thủ tiêu họ, khiến cho những nhà bất đồng chính kiến biến mất khỏi xã hội của Nga. Đó là một trong những bản báo cáo mới nhất liên quan tới tình hình của nước Nga ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, phía Đan Mạch cho biết họ đã đóng lại cuộc điều tra về vụ nổ ở giống hai ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline. Trong đó họ nói rằng không đủ bằng chứng để dẫn tới một cái vụ án hình sự. Bản tin từ Copenhagen cho biết thì chính quyền Đan Mạch ngày thứ hai cho biết họ cùng với lại Thụy Điển đã đóng lại cuộc điều tra năm 2022 khi mà xảy ra vụ nổ gây thiệt hại cho ống dẫn khí đốt Nord Stream Pipeline. Trong đó thì các giới chức cho biết là họ đưa ra kết luận là có hành động phá hoại, tuy nhiên đã không có đủ bằng chứng để theo đuổi một cái vụ án hình sự tại Đan Mạch. Và chính quyền của Copenhagen, tức là cảnh sát đây, cũng như là giới chức an ninh của Đan Mạch cũng đã thực hiện cuộc điều tra này. Tuy nhiên họ nói rằng là họ không đủ bằng chứng để dẫn tới một cái truy tố hình sự. Chính quyền của Đan Mạch nói rằng cuộc điều tra này hầu hết đã toàn diện, và cảnh sát tại đây cũng cho biết họ đã không đủ cung cấp tất cả những cái bằng chứng để cho thấy rằng là có sự phá hoại từ nhóm nào. Đây được xem là cuộc điều tra mới nhất từ nhắm vào ống dẫn khí đốt thiên nhiên Nord Stream Pipeline đã được xây dựng để mang nguồn khí đốt từ Nga tới thẳng nước Đức, và trong đó đi ngang qua hải phận quốc tế và đi ngang qua cả lãnh hải của cả Đan Mạch lẫn của phía Thụy Điển ở trong khu vực gọi là đặc quyền kinh tế. Và phía Thụy Điển cho biết trước đó họ cũng đã đóng lại cuộc điều tra này. Phía Đan Mạch nói rằng cuộc điều tra này là một trong ba cuộc điều tra nhắm vào vụ nổ trên. Trong khi đó thì cái phía của Thụy Điển ngày 7 tây tháng 2 cho biết là họ đã kết thúc cái cuộc điều tra này và chuyển tất cả các hồ sơ điều tra cho phía của Đan Mạch. Trong khi đó thì Đức cho biết rằng là họ không cần đưa biết tới cái việc gọi là cái kết luận như thế nào trong vụ này. Chính quyền Liên bang Đức và công tố viên của Đức trong ngày thứ hai nói rằng Đức sẽ tiếp tục mở cuộc điều tra và nói họ sẽ không cung cấp thêm chi tiết mới gì cho cuộc điều tra về ống dẫn khí đốt Pipeline đã bị nổ cách đây một năm mấy, hai năm. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng cảnh báo rằng thế giới đã trở nên ít an toàn hơn tính cho tới ngày hôm nay. Bản tin từ Geneva cho biết thì Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc là ông Antonio Guterres nói rằng là tình trạng diễn ra ở Congo, ở Gaza, ở Miến Điện, ở Ukraine, ở Sudan đang trở thành một cái điểm mù của cộng đồng quốc tế, và luật của quốc tế dường như là đã thiếu sự an toàn trên quốc tế. Phát biểu trong cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong cái việc mở ra cái phiên họp mới nhất thì ông Guterres lên tiếng cảnh cáo vào ngày thứ hai là thế giới đã trở thành một cái nơi được xem là ít an toàn hơn. Thế giới của chúng ta đã thay đổi và một cách nhanh chóng, ông đã nói với lại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, và nhiều cuộc tranh chấp đã diễn ra bởi và những cái cuộc tranh chấp chưa từng có cũng đã xảy ra, và vấn đề nhân quyền cũng đã bị vi phạm trầm trọng. Vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên tiếng nói rằng việc tấn công vào nhân quyền ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó ông cho biết là gần như là nó là trở thành cái món nợ đối với thế giới, và đặc biệt là diễn ra ở những quốc gia nghèo khó, và trong đó gần như là đang phải nỗ lực về tranh đấu chống lại cái gọi là khí hậu toàn cầu bị thay đổi. Và ông ta lên tiếng bảo vệ cho cơ quan UNRWA, cơ quan tị nạn của người Palestine, đã bị cáo buộc là có một số nhân viên của họ đã làm việc và tấn công trực tiếp vào cái cuộc tấn công Do Thái vào ngày 7 tây tháng 10. Cơ quan lãnh đạo của cơ quan nhân quyền Liên Hợp Quốc là Volker Turk cũng đã lên tiếng và chỉ trích cho việc là đang có những hành động phá hủy các cơ quan của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là những nỗ lực về nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Đây được xem là lời lên tiếng khá mạnh mẽ của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sau khi mà 22 quốc gia đã ngưng lại cái ngân sách tài trợ cho cơ quan này của Liên Hợp Quốc, cơ quan tức là cứu trợ người tị nạn Palestine, bởi vì ít nhất có 12 nhân viên cơ quan này đã can dự trực tiếp vào cuộc tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, thủ tướng của chính quyền Palestine là Shtayyeh đã cho biết ông đã nộp đơn từ chức. Bản tin mới nhất từ ở hãng thông tấn Bloomberg cho biết là thủ tướng của chính quyền Palestine là Mohammad Shtayyeh cho biết chính quyền của ông ta sẽ từ chức, mặc dù rằng vẫn chưa biết rõ là tổng thống Mahmoud Abbas có đồng ý cái đơn từ chức này hay không. Biến chuyển này diễn ra sau khi mà bùng nổ cuộc chiến của Do Thái và Hamas tại dải Gaza vẫn tiếp diễn, và các quốc gia Ả Rập cũng như khối Tây Phương đang tìm kiếm một đường hướng chấm dứt cuộc chiến này ở trên vùng lãnh thổ của người Palestine. Đây được xem là một trong những biến chuyển khá quan trọng trong cái chính quyền của Palestine, và vẫn chưa cho biết lý do tại sao ông thủ tướng này lại phải từ chức. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, bản tin thời sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay, đó là việc mà Philippines đã bác bỏ lời quy trách nhiệm của Bắc Kinh, cho rằng ký giả của họ đang bôi nhọ các lực lượng hải giám của Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì Philippines đoán chắc rằng các ký giả của họ trên tàu đã tường trình tất cả những gì đang xảy ra ở tại khu vực được xem là bất hợp pháp của một số tàu hải giám của Trung Quốc, và giới chức của Philippines cho biết như trên. Chỉ huy trưởng có tên gọi là Jay Tarila, chỉ huy trưởng lực lượng tuần duyên của Philippines gọi tắt là PCG, cho biết rằng là sau khi mà giới truyền thông của Trung Quốc đã cáo buộc là các ký giả trên chiếc tàu của Philippines, đặc biệt là tàu đánh cá, đang tìm cách gọi là bôi nhọ với tàu hải giám của Trung Quốc đang hoạt động ở khu vực tranh chấp trên bãi cạn ở ngày 22 tháng 2. Và cả Philippines vẫn Trung Quốc vẫn cả xác định chủ quyền trên bãi cạn này. Malaysia xem đây là cái vùng của họ, và Trung Quốc cũng xem đây là cái khu vực của chính quyền Trung Quốc. Và chính quyền của Philippines đã lên tiếng và nói rằng tất cả những gì mà các ký giả có mặt trên chiếc tàu tuần duyên của họ là đã tường trình tất cả những thái độ của Bắc Kinh ăn hiếp, và trong đó có thái độ khiêu khích từ cái khu vực của các bãi cạn trên, và họ tường trình sự thật và không có một sự gọi là thiên vị nào hay là xen vào. Đó là lời phát biểu của ông Tarija là đã đưa ra trên bảng Platform X. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi mà báo chí Trung Quốc cho rằng là các ký giả có mặt trên chiếc tàu tuần duyên của Philippines đụng độ với Trung Quốc ở trên bãi cạn Second Thomas Show và bãi cạn Scarborough, trong đó diễn ra trên khu vực Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền của ít nhất là nhiều quốc gia, và nằm cách cái thềm lục địa của Trung Quốc tới 560 dặm và nằm cách cái thềm lục địa của Philippines là 150 dặm. Và nơi đây được xem là dựa trên cái luật biển năm 1982. Luật biển thì từ thềm lục địa ra ngoài 200 hải lý là thềm lục địa và là vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia. Trong khi đó thì Trung Quốc đã tìm cách gọi là đưa ra yêu sách đường lưỡi bò một cách vô lý ở khu vực này. Đây được xem là một trong những cái cuộc tranh chấp mới nhất của Philippines và của Trung Quốc. Trong khi đó thì lực lượng hải giám Trung Quốc trong ngày 22 tây nói rằng là họ đã đẩy được một chiếc tàu Philippines ra khỏi khu vực bãi cạn Scarborough một cách khi mà họ chiếc tàu này đã xâm nhập một cách bất hợp pháp vào vùng lãnh hải ở bãi cạn Scarborough. Và đây được xem là một trong những cái lời cáo buộc qua lại giữa Philippines và của Trung Quốc. Trong khi đó thì Philippines cho biết là họ đã chụp tất cả những hình ảnh bức hại của tàu hải giám Trung Quốc nhắm vào các tàu tuần duyên của Philippines, và đặc biệt là họ chụp được những cái hình ảnh được xem là thái độ rất côn đồ, hung hăng của lực lượng hải giám của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, luật an ninh của Hồng Kông có thể gây tổn thương cho tất cả những ngành báo chí, theo tường trình của giới báo chí tại đây cho biết. Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì một nhóm ký giả của Hồng Kông đã lên tiếng gia tăng sự lo ngại về tình trạng ban hành cái luật an ninh mới nhắm vào lãnh thổ này và có thể gây tổn thương cho hoạt động của các ký giả ở cái trung tâm tài chính của Á Châu. Giờ Hiệp hội ký giả Hồng Kông cho biết rằng là họ đề nghị các nhà lập pháp là đã có một cái hành động tu chính, trong đó gần như là đã giới hạn rất nhiều quyền đưa tin của các ký giả sau khi mà buộc họ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những cái bản báo cáo dưới luật mới này, và trong đó đính kèm cái luật gọi là an ninh quốc gia vào trong cái luật gọi là an ninh dành cho Hồng Kông, và điều này có thể sẽ khiến cho nhiều ký giả không thể làm việc được. Và trong cái luật mới này được biết với tên gọi là Article 23, trong đó sẽ gia tăng cái tình trạng gọi là bảo đảm và ngăn chặn tất cả những cái cuộc xen vào từ nước ngoài, bao gồm cả kể cả ở Trung Quốc, trong vấn đề gọi là họ gọi là bí mật an ninh quốc gia. Và việc này có thể dẫn tới tình trạng mà đưa ra cái luật pháp của Hội đồng lập pháp của Hồng Kông trong tháng tới.
Các thành viên trong cộng đồng tài chánh đã lên tiếng và đặc biệt lo ngại về vấn đề này là tiềm năng tấn công trực tiếp từ Cộng sản Trung Quốc nhắm vào mảnh đất Hồng Kông, nơi được xem là có cái vùng đất tự do về kinh tế, và giờ đây thì gần như là cái đạo luật này giới hạn quyền tự do ngôn luận và giới hạn quyền tự do báo chí dưới cái Article 23. Đây được xem là một trong những cái sự lo ngại của giới ký giả Hồng Kông sau khi mà Hội đồng lập pháp của Hồng Kông hầu hết là những kẻ thân Trung Quốc đang tìm cách thông qua những cái luật để giới hạn tất cả những cái quyền đưa tin của báo chí và đồng thời sẽ gây tổn thương cho giới đầu tư vào mảnh đất Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Nam Hàn đã đưa ra cái hạn chót cho các bác sĩ thực tập chấm dứt cuộc biểu tình vào cuối tháng 2 quay trở lại làm việc. Bản tin từ Seoul, Nam Hàn cho biết thì chính quyền Nam Hàn trong ngày thứ hai đã nói với các bác sĩ trẻ thực tập là họ sẽ có từ đây tới cuối tháng 2 để quay trở lại làm việc hoặc và đối diện với sự trừng phạt sau một tuần lễ kéo dài cuộc biểu tình của họ nhằm ngăn chặn một cái dự án mới của chính phủ là thuê mướn và tìm kiếm thêm các sinh viên thực tập trong ngành y khoa. Ít nhất là 2 phần 3 các cư dân cũng như là các bác sĩ thực tập tại đây đã đình công và để phản đối một cái chính sách mới của chính quyền là gia tăng thêm số lượng các sinh viên trong ngành y tế để có thể phục vụ cho số đông người Nam Hàn mà vốn đã bị thiếu hụt trước đây. Những người biểu tình nói rằng là cần phải chi trả tiền cho họ và trước khi mà thuê mướn tất cả những sinh viên mới. Trong khi đó thì cuộc đình công này đã gây nguy hiểm cho tất cả các bệnh nhân và khiến cho nhiều cuộc giải phẫu cũng như là nhiều tiến trình y khoa đã phải bị hủy bỏ. Và điều này, chính quyền đã đưa ra một cái lời cam kết từ tuần trước. Bộ trưởng An toàn Công cộng của Nam Hàn là Lee Sang-min đã lên tiếng cho biết gì trên và nói rằng bất kỳ một bác sĩ nào họ sẽ có từ đây tới cuối tháng quay trở lại làm việc và chấm dứt cuộc đình công của họ để tránh gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Nếu như không thì họ sẽ bị trừng phạt. Nếu quý vị quay trở lại làm việc và nếu quý vị tiếp tục rời khỏi cái vị trí này vào ngày 29 tây tháng 2 thì quý vị sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ chuyện gì xảy ra. Chúng tôi thúc giục và nhắc nhở quý vị là tiếng nói quý vị đã được nghe và quý vị phải quay trở lại làm việc để cho các bệnh nhân đang chờ đợi quý vị. Đây được xem là một quyết định cứng rắn của chính quyền Nam Hàn đưa ra ngay sau khi mà giới bác sĩ thực tập đình công và yêu cầu phải trả lương cho họ thay vì dùng tiền lương đó để mà thuê mướn thêm các sinh viên khác mà chính quyền Nam Hàn đang mong muốn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, quốc vương của Malaysia lên tiếng cảnh cáo những đe dọa về ổn định dưới triều đại của ông Anwar Ibrahim là thủ tướng của Malaysia. Bản tin mới nhất từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết thì quốc vương của Malaysia là Sultan Ibrahim Iskandar nói rằng ông sẽ không có hứng thú và yêu cầu tất cả những cái gì mà gọi mà ông cho rằng là phá hoại cái hệ thống chính trị ổn định của quốc gia. Trong đó hình như ông nhắm vào chính quyền của ông thủ tướng Anwar Ibrahim. Tất cả mọi người đều tìm cách chơi chính trị và cần phải chờ đợi trong cái cuộc bầu cử kế tiếp. Quốc vương Ibrahim đã đưa ra lời phát biểu lần đầu tiên ở trong nghị viện mà trong cái ngày khai mạc phiên họp đầu tiên năm 2024 tại Kuala Lumpur vào ngày thứ hai. Và tất cả các đảng phái cần phải chấp thuận việc chuẩn bị và tôn trọng về luật lệ cũng như là một cái chính quyền liên minh đã được thành lập từ trước tới nay. Và quốc gia này sẽ có cuộc bầu cử kế tiếp và nó sẽ kéo dài cho tới năm 2028. Và trong đó thì lời phát biểu của quốc vương đưa ra giữa lúc đang có lo ngại là nền chính trị ổn định của Malaysia đang bị đảo lộn trong mấy tháng gần đây sau khi mà giới truyền thông báo cáo rằng đảng của ông Anwar Ibrahim đang tìm cách gọi là loại trừ và gây bất ổn cho hệ thống của chính quyền khi thay đổi một số những cái quy tắc về bầu cử. Và Sultan Ibrahim, tức là quốc vương của Malaysia, nơi được xem là cái vị trí quá khá quan trọng, đã lên tiếng và nói rằng phía của Malaysia vẫn tiếp tục phải duy trì cái sự phát triển và duy trì tất cả cái hệ thống chính trị hiện nay, không nên có sự thay đổi nào. Đây được xem là một trong những lời cảnh báo của quốc vương Malaysia đưa ra với chính quyền của Thủ tướng Anwar Ibrahim, được xem là một chính quyền cải tổ và đang có hình thức là tước dần cái quyền của hoàng gia của Malaysia. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, hai nhà bất đồng chính kiến blogger Lưu Vong lên tiếng cảnh cáo rằng cảnh sát đang thẩm vấn tất cả những người, tức là công an phỏng vấn những người mà theo dõi họ. Ít nhất là có hai nhà bất đồng chính kiến của Cộng sản Trung Quốc sống lưu vong bên ngoài
cho biết là cảnh sát Trung Quốc và công an Trung Quốc đang điều tra hàng triệu những người đi theo cái chương trình vlog clog của họ trên mạng xã hội, và nói rằng cảnh sát đang sách nhiễu tìm cách bức hại tất cả những người theo dõi họ. Cựu xướng ngôn viên đài truyền hình CCTV ký giả Wang Yi, trước đây là ông là ký giả và là một người được xem là một nghệ sĩ, và ông đã trở thành nhà bất đồng chính kiến là Li Jin. Cả hai người này đều chỉ trích nặng nề nhà nước Cộng sản Trung Quốc và thường xuyên có những bài nói chuyện để mà đả kích đảng Cộng sản Trung Quốc. Và họ lên tiếng cho biết là công an trong ngày Chủ nhật đã bắt đầu mở cuộc điều tra tất cả những người nào mà ghi danh theo dõi cái channel của hai người này trên mạng xã hội, và trong đó gần như là họ đã tìm cách sách nhiễu và đe dọa tất cả những người follower, tức là những người đi theo và những người fan hâm mộ của họ. Thay vì người fan hâm mộ họ xem là chuyện bình thường, giờ đây công an Trung Quốc đe dọa tới fan hâm mộ của họ. Li Jin được biết với tên là giáo sư Li, là một nhà bất đồng chính kiến, và trong đó ông đã tung ra một cái cuộc biểu tình gọi là white paper, tức là tờ bạch thư, trong đó gần như là chống lại tình trạng mà chính quyền của Trung Quốc đã áp dụng cái đạo luật gọi là Zero Covid từ năm 2022. Và trên trang Platform X, ông đã cho biết là gần như các cái người theo dõi của các cái người mà fan ủng hộ của ông đang bị sách nhiễu bởi đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cuối cùng cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt trên 1.000 người Tây Tạng sau khi biểu tình chống lại một cái dự án xây dựng một cái đập thủy điện. Bản tin mới nhất từ Tây Tạng cho biết thì cơ quan Bộ Ngoại giao đang lo ngại của Hoa Kỳ. Xin lỗi quý vị. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang đặc biệt lo ngại về tình trạng bắt giữ gần đây của Trung Quốc ở tại khu vực Tây Tạng sau khi đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cái cuộc dập tắt các cuộc biểu tình của người cộng đồng thiểu số trong việc mà họ phản đối việc xây dựng một cái đập thủy điện của Trung Quốc. Trên 1.000 người Tây Tạng, bao gồm luôn các nhà sư, đã bị bắt giữ tại Trung Quốc vào ngày thứ Sáu, theo tường trình của tổ chức có tên gọi là International Tibet Network, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền ở tại Tây Tạng. Trong đó, họ nói rằng đã diễn ra ở tại Dersh, thị trấn Dersh ở quận Dersh, và nằm ở vùng tự trị Tây Tạng, nằm ở phía Tây Nam, sát tỉnh Tứ Xuyên. Và theo tường trình của nhóm nhân quyền này, thì đập thủy điện trên là một cái dự án mà gần như là đã khiến cho ít nhất là hai ngôi làng đã bị mất hẳn tất cả cái nguồn gọi là khai thác về thủy lợi cũng như khai thác về nông nghiệp của họ. Và việc này dẫn tới việc mà các người thiểu số đã tham gia cuộc biểu tình chống lại cái dự án xây dựng đập thủy điện này gây tác hại cho môi trường của họ. Và để đổi lại thì chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho bắt bớ tất cả những ngôi làng thiểu số xung quanh khu vực ở Tây Tạng, nơi được xem là có một cái đập thủy điện nằm ở trên cái dòng chảy của dòng sông Mekong. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất đã được đưa ra từ phía nội tình của Trung Quốc, và trên 1.000 người Tây Tạng đã bị bắt giữ và bị đánh đập một cách dã man sau khi mà họ tham gia cuộc biểu tình chống lại dự án xây một cái đập thủy điện ngay trên quê nhà của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và giống như Phong đã nói với quý vị là trong cái chương trình của Phong đang ở Thái Lan thì Phong sẽ không có đọc comment cho tới khi nào mà Phong về lại nước Mỹ, là 2 tây tháng 3 sắp tới, thì lúc đó mọi việc trở lại bình thường. Còn tin tức buổi sáng khi mà Phong đưa thì chủ yếu là chỉ đưa tin và điểm tất cả những cái tin tức cho quý vị mà thôi. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều đã lắng nghe cái bản tin này, và cho phép Phong được cảm ơn công ty Teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và ngày 8 và ngày 10 tây tháng 3 thì Teletron sẽ tổ chức một cái đại nhạc hội ngay tại chi nhánh của Teletron ở thành phố Houston, Texas. Quý vị nào ở Houston và các vùng phụ cận có thể tới tham gia vào cái đại nhạc hội của Teletron từ ngày 8 tới ngày 10 tây. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron qua số điện thoại là 1-877-892-6999, 1-877-892-6999. Quý vị có thể nhìn số điện thoại của công ty Teletron trên màn hình của quý vị, hoặc vào trang web là teletronusa.com, teletronusa.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron rất là nhiều đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của TNP Channel.
và Phong cũng sẽ trở lại cùng tất cả khán giả trong những chương trình thường lệ của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!